hát thi giao duyên nghe chợ phên. Ấy anh út cứ đạp xe thả nó khẽ thế, chân to thế. Cái này xem chỉnh ra ngã chỉnh anh này chỉnh. Ờ để nó sáng thì nó chỉnh. Ừ. Tàn mưa xuống tàn bị ông không biết làm đi chơi đi chơi. Đại khi và khi này áo anh đi ôm mà ôm đi đi mười lăm anh đang là khi có được mưa ra như vậy ngồi trong đường thôi. Hôm nay từ 2 giờ bao nhiêu lắm? Nhà tiếng xa cứ là bè nữ. Mà có tỉnh về mơ, mới đi với lúc mơ đó. Con ơi! Con ơi! Con ơi! Con ơi! Con ơi! Con ơi! Anh này công nhân rồ ơi! Anh này mơ lá ơi! Mơ mới cuốn gọt đấy! Rồ chứ! Cái câu này cái cây này nhà thân ca sư a thế nữ chư thế nhà phán điện bài nhà lâu hè ca chủ ba nhà ba lô còn đưa còn nhau tôi là lắm đi mà xé với nhân kiểu cao quá. Mẹ mà lâu á. Mà nó mà mình
bảo có lần bên đó cũng bảo mong một pèn nhưng mà này hả đang có gì của ấu này đang xe ha cô bạn cô ấm ở cái nền nào ngồi đâu bên đó mà Nhớ tháng ấu tháng kia về cá sê cá bê na sê ơ mà gì hàn cũng được cho nó rõ luôn nhà ra đây tiểu lô lơ lẻ tiểu lai lơ nhà Ai ya thơ bồ đà ngô a la ư
lại cha ai cha phụ tha em u lư để em la đời lúc xa trong hoa phai ơi con ca nếu là bảo ơi nhà con ba hết lỗ lơ lẻ lại lơ nó lóc kỳ lại rồi dạ mình ơi rồi sao nó đẹp bê na tông ai ya na ca tinh bồ pha ne a tinh ni phu ai an pen thơ thầm lắng mê mê ai ya na ca thái tu ai ơi sơ con chưa
lô bố già lơ lé mi già lơ. Vừa đấy. Trái má lòng tình á linh. Mưa nhỏ thôi. Bây giờ. Không sợ đâu. Quần áo không ướt đâu, ướt cầu xi một tí thôi. Cầu xi ướt một tí. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chú có khá hết rồi mà. Ừ, thế. Cảm ơn nhiều quá các bạn ơi. Đi sang bảo tàng chứ. Sang bảo tàng. Đi đi. Chú lại chú ra đi. Vậy chú cầm hộ một cái. Cầm cái này, tắt cái này. Cầm mấy cùng một cái. Vâng. Mấy không? Áp tỏn áp tẻn đâu. Mấy hai bé xinh có không? Đây có đây rồi. Có.